Hey Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo N5. Ja sore de wa. Như chúng ta thấy thì bạn này tên là Rin và bạn Rin sẽ đi đến chùa vàng Shinkakuji. Bạn ấy sẽ đi bằng tàu Shinkansen. Vậy thì câu này trong tiếng Nhật chúng ta sẽ nói như thế nào đấy? À đúng rồi, Rin-san wa Shinkansen de Shinkakuji e ikimasu. Và mẫu ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là N phương tiện đế, ikimasu, kimasu và karimasu, có nghĩa là đi đến về bằng N. Và N là danh từ chỉ phương tiện giao thông hoặc phương tiện đi lại. Đế là trợ từ đi kèm với danh từ phương tiện giao thông, phương tiện đi lại. Và chú ý trong trường hợp muốn nói là đi bộ thì chúng ta sẽ dùng aruite. Như ở ví dụ này thì chúng ta thấy thì bạn sẽ đi đến trường học tức là gakkoe ikimasu. Và bạn ấy sẽ đi bằng xe hơi kuruma. Và để chỉ rõ về phương tiện đi lại của bạn ấy thì chúng ta sẽ dùng trợ từ đế. Kuruma de gakkoe ikimasu. Kuruma de gakkoe ikimasu. À, tôi sẽ đi đến trường học bằng xe hơi. Ở ví dụ tiếp theo thì chúng ta thấy thì bạn ấy đã đến trường học. Tức là gakkoe kimashita. Và bạn ấy đã đi bằng xe đạp. Tức là zitensha de gakkoe kimashita. Zitensha de gakkoe kimashita. Như chúng ta thấy thì bạn này sẽ đi đến nhà ga và bạn ấy sẽ đi bộ thì câu này chúng ta sẽ nói như thế nào đấy? À đúng rồi, aruite eki e ikimashita. Aruite eki e ikimashita. Vì ở đây bạn ấy không có phương tiện đi lại, bạn ấy đi bộ cho nên chúng ta sẽ dùng aruite. Và nghi vấn từ ở mẫu câu này đó là nan và đi kèm với trợ từ đế, có nghĩa là bằng gì vậy? Nan de uchi e karimasu ka? Bạn sẽ về nhà bằng phương tiện gì vậy? Như chúng ta thấy thì bạn ấy sẽ về nhà bằng xe buýt, tức là basu de uchi e karimasu. Basu de uchi e karimasu. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Ra, có đây đấy. Mata kondo onegai itashimasu.